Em chào cả nhà mình ạ, à. Chào mừng cả nhà đã đến với bài livestream của shop em trưa ngày hôm nay cả nhà nha. Tranh thủ vô like đi cả nhà, thích cái mã bán nào có việc comment ngay cho em phía dưới. Mã hàng với số điện thoại cho ba đợt em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình nha. Rất là nhiều mẫu xinh chỉ sale online thôi. Cả nhà cố gắng vào livestream liền với em nha. Thích cái mã bán nào cứ việc comment ngay cho em phía dưới. Mã số với số điện thoại và đừng quên chia sẻ vào livestream này ha. Rồi chấm bài tương tác giùm em nha cả nhà ơi. Lên trước cho mình mẫu đầu like. Trời, toàn là mẫu xinh thôi à. Lên trước cho mình mẫu tiệc nha. Hôm nay mẫu váy nào mà còn số lượng ít á, Lệ sẽ lên cho cả nhà mình là sale tặng luôn nha. Mình tranh thủ nha cả nhà ơi. Thích mẫu váy nào comment ngay cho em nha. Em sẽ lên trước cho mình cái mã váy này. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1687. Rồi, 1687 ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn bao nhiêu cả nhà ơi? 199.000. 199 ngày nào mình mua cái váy dự tiệc, em sẽ tặng kèm cho cả nhà luôn cái tắp cài nha. 1687 sale luôn, giá chỉ có là 199.000 đồng, 199.000 nha. Mình đặt đơn hộp mình ngay trên phía dưới mã hàng với số điện thoại cho mình được em tư vấn cho cả nhà mình luôn. Xin quá cả nhà ơi, quá đẹp, quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Mẫu đang mặc trên người, mã số của em đó là 1687. Đầm đang mặc trên người, mã số của em đó là 1687 cả nhà. Giá ngày hôm nay chỉ 199. Để em treo lên trên cho cả nhà mình xem thêm vài mẫu nữa ha. Hôm nay thì nhà em mới về cho mình rất là nhiều kiểu luôn. Nhất là đầm 7 mảnh thì hiện tại đang rất là hot tại cửa hàng luôn nha. Rồi, tranh thủ vô liền. Đầm đen đã dự tiệc em hết rồi chị ơi. Cái đầm y chang nhà màu đỏ đúng không? Em hết hàng rồi. Đó, đây cho mình xem nha. Vài mẫu. Rồi đây. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1687. 1687 ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ còn có giá tiền là 199.000 đồng thôi. Đầm này chất liệu vải của em nó là dòng vải ren và đây là ren hoa cao cấp đây nha. Ren hoa này cái màu của nó rất là đẹp luôn, màu đen nha cả nhà ơi. Và hoa này nè, cưng ghê chưa? Rồi 1687 em còn 2 size ML. Chị khách là mặc vừa size M và L thì chốt đơn liền ha. Rồi dưới 57 kg, eo dưới 75 thì mình sẽ mang vừa, mã số của em nó là 1687. Chị khách nào mình đặt đơn có việc comment ngay trên phía dưới nha. Mã số 1687 và số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ cho cả nhà mình luôn. Chỉ còn có giá tiền bao nhiêu cả nhà ơi? 199.000 đồng, chỉ còn có giá là 199.000 đồng thôi nha. Mã số của em đó là 1687 ạ. Chị khách nào mình đặt hàng nhanh tay có đơn nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay có đơn nha cả nhà ơi, còn chậm tay quá nó hết hàng rất là uổng cả nhà ha. Mẫu em đang mặc trên người mã 1687 giá 199. Ngoại trừ sale váy ra ngày hôm nay shop có sale luôn cho mình cả thắt lưng nữa cả nhà ơi. Ủa? Ngoại trừ sale váy ra em còn sale luôn cho mình cả thắt lưng nữa ha. Ở đây em đang có thắt lưng hai chiếc lá rất là xịn sò luôn. Dây lưng chung co giãn, dây này là dây lò xo co giãn cho mình có hai chiếc lá. Thắt lưng này mã số của em nó là TL45. TL45 cả nhà. Rồi ngày hôm nay sale luôn ạ. TL45 giá của em nó sẽ là 55.000. TL45 giá 55.000 đồng. Còn đầm em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1687, giá ngày hôm nay chỉ có là 199.000 đồng. Rồi bây giờ sẽ đổi mẫu khác nha. Lên mấy cái đầm sale cho cả nhà mình 99.000 đồng sale đặc biệt ha. Mình thích mã nào cứ bình luận ngay trên phía dưới. Mã số với số điện thoại cho mình được em tư vấn. Rồi đây. Em có cái mã này cả nhà ơi. Em có cái mã này ngày hôm nay em sale luôn cho cả nhà 99.000 nè. Ô, quá đẹp luôn á. Rồi tranh thủ cả nhà nha. Đây cái đầm này quá đẹp luôn. Mẹ của em nói là em mặc lên ha, 99.000 đồng. Ren kim sa. Ồ vải von kim sa cho mình luôn 99.000. Chấm bài tương tác chia sẻ like cho em đi. Em sale cho mình cái đầm này luôn. Em sale cho mình cái đầm này luôn. Size XL nha. Cái này là size XL cả nhà ơi nha, nhớ dùm em size XL nha, không phải size nhỏ đâu nha. Rồi em thay qua cho mình coi thử luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1687. 1687 ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà. Em chào chị Nguyễn Linda, chào cả nhà mới vô. Chấm bài tương tác dùm em cả nhà, chia sẻ livestream em lên cho mình đầm sale nè. Đầm sale một cái hôm nay em có hàng rồi nha. Cả nhà vô lẹ lẹ nha, chậm tay quá nó hết hàng uổng nè. Rồi đây, mã này là
103. 103 cả nhà ơi. Trời ơi đẹp không? Size này là size XL là size lớn đó. 103 size XL size lớn nha cả nhà mình luôn. Cưng không? Cổ lục giác nha. Trời ơi cái eo nè. Ôi eo này cả nhà ơi. Đẹp không? 103 eo của em nó là eo. Trời ơi, eo 86. Eo 85 đi. 103 eo của em nó là eo 78 cho tới eo 85, eo 78 cho tới eo 85, mã 103 em sale rẻ luôn 99.000. Một chiếc cuối cùng và duy nhất luôn. Chiếc lời vải của em nó nè cả nhà ơi. Vải von ha, vải von chiếc phong cả nhà ơi và có phối kim sa, từng cái viên kim sa sẽ may lên trên mặt vải luôn. Chị khách nào có chia sẻ thì em sẽ giảm giá cho cả nhà mình luôn. 103. 103 nha. Eo là eo 75 đi cho tới eo 85 đi ha. Eo 75 cho tới eo 85 đi ha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay lên đơn chút liền giùm em. 103 giá 99. 103 giá 99 là cho một chiếc cuối cùng size XL cho cả nhà mình. Lên đơn liền giùm em nha. Mã 103 kèm số điện thoại luôn. Chắc là vậy có em đây dòng vải chiếc phong kim sa cho cả nhà mình nè. Trời ơi đỉnh chưa đỉnh chưa. Rồi bây giờ em sẽ phối thắt lưng lên sale cho cả nhà ha. Có chia sẻ like cho em chưa chị ơi? Cả nhà chia sẻ like nha. Chưa em chưa thấy được chia sẻ nào hết. Cả nhà chia sẻ like cho em nha. Chấm bài tương tác, chia sẻ live stream liền cho em cả nhà ơi, thả tim cho em liền cả nhà ơi. Rồi bây giờ nè, thắt lưng em đang có mẫu này là TL36, dây lưng chung co giãn, bao da ngay đầu khóa, có khóa kim loại luôn. Thắt lưng này mã số của em nó là TL36 nha. Sale luôn cả nhà ơi, có 55.000 đồng thôi. Trời ơi phối vô nè, nhìn cái eo của mình nhỏ gọn hơn hẳn đúng không? Rồi thắt lưng này mã số của em nó là TL36. Rồi TL36 sale cả nhà ơi, 55.000. TL36 sale cả nhà 55.000 đồng. Đặt đơn comment ngay cho em TL36 kèm số điện thoại giá 55.000 đồng. Rẻ không cả nhà ơi? Lên đơn liền giùm em nha. TL36 giá 55.000 đồng đây. Trời phối được với rất là nhiều đồng. Đồng trơn, đồng họa tiết, đồng chấm bi, đồng hoa, đồng xòe, đồng body đều đẹp cho em luôn nha. Rồi, bây giờ mình đặt đồng cho em xin mã 103, đặt thắt lưng cho em xin mã số là TL36 kèm số điện thoại cho em là được ha. Rồi và đây, em đang có cho cả nhà mình thêm cái thắt lưng này luôn. Rồi em có cho cả nhà thêm cái thắt lưng này cả nhà. Thắt lưng này mã số của em nói là TL31. Thắt lưng này mã số của em nói là TL31 cả nhà. Dây lưng chung co giãn luôn ha. Bao da ngay đầu khóa, da mềm dẻo, đường may đẹp. Thắt lưng này là TL31. Trời ơi chị có 55.000 đồng luôn. 55.000 đồng luôn cả nhà. TL31 giá 55.000 đồng. Đặt đơn comment ngay cho em TL31 kèm số điện thoại. Chuẩn bị lên đầm 99k nữa. Chuẩn bị lên đầm 99k nữa nha. Chấm bài tương tác liền giùm em. Chia sẻ like giùm em nha. Rồi, còn đồng em đang mặc trên người mã 103. Nãy em chưa thấy có chị được chốt nè. Em chưa thấy có chị được chốt cả nhà ơi. Cả nhà có chia sẻ like cho em chưa? Eo của em đó, eo 75 cho đến eo 85 nha. Cái mẫu thì đẹp mê ly luôn á. Mã 103 dùm em để em mở bọc cho. Để em mở bọc cho cả nhà mình ha. Đó, ôi, đẹp dữ rồi trời. Cái này nó đẹp dữ lắm cả nhà ơi. Thích thì lên đơn liền dùm em nha, em tư vấn ha. Rồi em chuyển thêm để cả nhà cùng xem thêm một cái mã khác. Ôi mã nào đặt sớm thì em tư vấn cho mình luôn ha. Còn gì là xả đó nha cả nhà ơi, cho nên mình phải tranh thủ giùm em. Rồi em sẽ lên cho cả nhà mình một cái em đầm body. Đây. Ui trời đất ơi, đỉnh như bây giờ size lớn được không? Mình thích là size nhỏ hay size lớn? Tại vì size nhỏ là em cũng có đầm sale mà size lớn em cũng có đầm sale nha. Cứ bình luận phía dưới em biết em lên đầm sale nha cả nhà ơi. Rồi đây, em đang mặc trên người mã số là 1479. Rồi em chào cả nhà mình ạ. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 65kg được chị Dương Phạm. 65kg được, 55 cho tới 65kg đó chị. Em 75 cho tới em 85. Cái đầm em đang mặc trên người cũng 65kg được nè. Đầm này em sẽ đặc biệt cho mình. Đầm này em sẽ đặc biệt luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1479 ha. 1479. Có chia sẻ like cho em là được. Đầm này em còn số ít vô cùng. 1709. Có em mờ không sắp? Dạ có nha chị Trần Bảy ơi. Sau mẫu này em lên 1709 nha. Sau mẫu này em lên 1709 nha chị ha. Chờ em tí nha. Rồi. Mẫu em đang mặc dạ 103 hết hàng nha chị Hồ Khởi Phong ơi. Rồi đây tiếp tục cái mẫu này nè, chuẩn bị hết hàng mẫu này giùm em. 6 chiếc cuối cùng. 6 chiếc cuối cùng cho cả nhà mình mã 1479. Mã 1479 cả nhà ơi, 55kg cho tới 65kg. 55 cho tới 65kg, eo 75 cho tới eo 85. Mẫu em đang mặc trên người mã 1479 ha.
1479, trước lời bài của em là dòng vải satin lụa cao cấp luôn. 1479 giá bao nhiêu cả nhà ơi? 99.000 luôn, xả luôn. Tem mát còn đầy đủ, váy mới 100%, không có một chút lỗi lầm gì cả. Quá đẹp, còn nếu như không có mát là quên gắn hoặc là nó bị lạc các cả nhà ơi. Rồi nhanh tay dùng em ha. Đây cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người mã 1479. Rồi xả kho luôn. 99 xu cho cả nhà mình. Họa tiết của nó thì rất là đẹp. Nó vừa đẹp mà nó vừa lại cho mình nữa ha. Trời ơi, cái chất rất là thích luôn á. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1479. 1479. Mình đặt đơn cứ bình luận ngay cho em mã luôn 1479 và số điện thoại 1479 và số điện thoại tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình ha. Chốt sale ngay hôm nay không áp dụng bên ngoài, cả nhà đặt đơn lưu ý giùm em. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1479 ạ, 1479 nha. Rồi 9999 giùm em nha. 1709 đúng không chị? Bây giờ em lên 1709 cho chị yêu mình luôn. Rồi. Ngoài trời xe máy, xe luôn cho mình cái thắt lưng nhỏ đi. Ha? Rồi 65kg có đơn chị ơi. 1479 6 chiếc nha, chị nào đặt đơn cứ lên giùm em. Còn thắt lưng này mã là TL37, dây lưng chung co giãn luôn, bao da ngay đầu khóa, da mềm dẻo, đường may đẹp và có khóa kim loại. Thắt lưng này mã số TL37. TL37 ngày hôm nay sale nhiêu cả nhơi? 55.000 đồng. 55.000 đồng. Đầm đang mặt trên người mã 1479. Thắt lưng này là TL37, kèm luôn cho em cái số điện thoại em tư vấn và chị hàng cho cả nhà mình ha. Rồi 55.000 luôn, phối vô như vậy. Xin không ạ, thắt lưng bản to cũng 55, thắt lưng bản nhỏ cũng 55.000 đồng thôi, rất là rẻ. Rồi còn mẫu em đang mặc trên người mã của em đó là 1479. 1479 nha cả nhà ơi. Rồi 99.000 đồng luôn. 55kg cho tới 65kg thì mình sẽ mang vừa. Mã của em nó là 1479 ạ. 1479 lên đơn chút liền giùm em nhé. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác ha. Ưng đồng nào tranh thủ liền giùm em cả nhà ơi. Mã hàng với số điện thoại cho em đã được em tư vấn cho mình luôn. Rồi đây, lên tiếp cho cả nhà một cái em đầm hoa nhí và có phối cho cả nhà đuôi cá luôn, rất là xinh luôn ha. Rồi đây, đầm này mã số của em đó là 1709. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã số của em đó là 1709 cả nhà. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi tay lỡ vai phồng, ôm eo dáng đầu phong xòe, chân váy có phối thêm cho mình một cái tuần đuôi cá luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1709. Rồi 1709 cả nhà ơi, sale luôn. 100 mấy đây cả nhà ơi. 123. 1709 đúng không? Chậm tí. 1709 hôm nay sale nhiêu đây? Trời ơi, ủa cả nhà ơi, hôm nay có L với 2S rồi nè. Hồi bữa em bán cho mình á là em chỉ còn size M với lại 2S đúng không? Nhưng mà bây giờ em còn M với XL đúng không? Đầm này ngày hôm nay em đang có và cả nhà size M, L, XL với lại cả 2XL. Tóc em hôm nay nó bị quắn quéo sao ta? Nó bị sao quá ta ơi. Rồi, em đang mặc trên người mã số của em đó là 1709. Ủa em bị lắc hả cả nhà? Cả nhà mình nhìn thấy hình ảnh âm thanh rõ ràng chưa ạ? Rồi cả nhà mình nhìn thấy cái hình ảnh âm thanh rõ ràng nha cả nhà ơi. Ủa xem thấy nó hơi mờ mờ ta. Rồi em đang mặc trên người mã 1709 cả nhà. Nền vải là màu xanh navy và có phối cho mình nè hoa nhí nhí ha, trải đều trên nền vải, cưng chưa, xinh chưa cả nhà ơi, đẹp lắm. Von gân ha, tay em may một lớp, thân váy em may hai lớp cho cả nhà mình luôn, thiết kế thêm hai túi có khóa kéo nằm đằng sau lưng, chân váy có phối cho mình thêm tầng đuôi cá. Mã số của em đó là 1709 ha. Mình đặt đơn bình luận ngay trên phía dưới mã luôn, 1709 và số điện thoại. Rồi 1709 và số điện thoại cho em là được cả nhà ơi. Ngay bây giờ săn sale với em luôn, chỉ có bao nhiêu? 179.000 ha. 179 xả cái mẫu này luôn cho mấy chị đẹp mình, vừa bán vừa tặng luôn. Và em đảm bảo luôn, không có shop nào mà dám bán cái đầm này giá 179.000 đồng đâu. Chỗ nó xinh dễ mang luôn á. 1709 ha. 1709 giá 179 dùm em. Em có nón nha cả nhà mình. Đây em có nón này dễ thương lắm nè. Nón này là mũ 35, có cái cọng dây để mình đeo dưới cằm ha. Nhưng mà ở đây thì em không có thích đeo dây cho nên em giấu nó đi nha. Rồi cái này là mũ 35. Đây em lấy về cho mình coi. Còn nếu như mà mình phối mũ vô thì mình phối vậy thôi, mình phối như vậy bình thường thôi để cho nó khỏi rớt. Đó
Nhưng mà em thấy là nếu như cả nhà mình chụp hình á, đi chơi chụp hình sống ảo á cả nhà, thì mình không 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 có cần là phải ấy dây vô đâu ha. Rất là đẹp cho cả nhà luôn. Cái này á, là chất liệu vải của em nó là được đan bằng chất liệu là cây cối cả nhà, cây cối thiên nhiên ha, cối với lại cước đan vào nhau, và tông màu của em đó là tông màu be, màu kem chứ không phải là màu trắng đâu nha cả nhà ha. Rồi có phối cái nơ nữa, xinh không? Rồi mũ này mã số của em nó là 35 và giá của em nó sẽ là 99.000, siêu rẻ luôn. Trời ơi, đang thủ công mà có 99.000 đồng, quá trời quá đất rẻ luôn ha. Mã số của em nó là mũ 35. Rồi mình đặt đơn comment ngay cho em luôn. Mũ 35 kèm số điện thoại em tư vấn và chị hàng cho cả nhà mình. Mũ 35 kèm số điện thoại nha. Nhanh tay lên đơn ngay bây giờ cả nhà ơi. Rồi, mũ 35. Mũ 35 ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn. Chị có bao nhiêu ạ? Mũ 35 ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn. Chị còn có giá tiền. Ủa sao sao tự nhiên em bị đâu mất tiêu rồi? Em bị ẩn bài viết hả? Cả nhà có thấy bài like của em không? Rồi rồi thấy rồi. Rồi đây cả nhà ơi, mũ 35. Mũ 35 đẹp không? Mũ 35 có 99.000 thôi, em có nhiều mũ lắm nha. Em có nhiều mũ lắm nha cả nhà ơi. Mình thích mũ này em lên mũ đó cho. Mũ nè, mũ có dây sẵn nè, với có tem luôn nè. Mũ này là mũ 21. Mũ này mũ 21 màu đen cũng 99.000 luôn. Mũ 21 nha, cũng 99.000 luôn cho cả nhà mình. Cây cối luôn cả nhà ơi, cây cối thiên nhiên tự nhiên luôn ha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho mình mẫu khác. Cả nhà có thích đầm đi biển không? Em đang có một cái mẫu đầm đi biển hoa lily đàng hoàng luôn, hoa mà sang sang đó cả nhà ơi. Đó, em sẽ lên cho mình cái mẫu đầm đi biển hoa lily cho cả nhà xem ha. Rồi còn đầm em đang mặc trên người này cả nhà, xinh không? Dễ thương, cái đầm này lên phong dễ thương vô cùng. Giá của em đó ngày hôm nay chỉ có là 179.000 đồng. Mã số của em nó là 1709. Cả nhà đặt đơn bình luận ngay cho em mã nha. 1709 với điện thoại. Giá ngày hôm nay chỉ có là 179.000. Rồi, em lên cho mình cái đầm này em sale nè. Ngỡ ngàng liền luôn. Cưng lắm nha. Cái đầm này cưng lắm nha. Nhiều chị hỏi em có size lớn không, mà em hết size lớn nhất rồi. Bây giờ em chỉ còn size nhỏ vừa thôi. Đây, form đẹp lắm, màu cũng xinh luôn. Em có hai màu lận đó. Màu này với lại cái màu treo ở cây canh. Rồi đây ha. Tiếp tục mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nó là 1667. Trời ơi, cái đầm đi biển này, cái màu nó sang này cả nhà ơi. Con canh này đi qua đây. Đây, cái màu nó sang này cả nhà ơi. Rồi thích thì chốt lân liền giùm em ha. 1667. 1667 cả nhà ơi. Em còn 2 size M và L. Sale nha. Bao nhiêu cả nhà ạ? 169.000. Chất cát thái. Cái vải cát thái thì đã quá quen với mình rồi. Vải đẹp, mềm, chất mát nha. Mặc lên rất là thích luôn. Rồi em đang mặc trên người, mã số của em đó là 1667. 1667 ngày hôm nay sắp chốt cho cả nhà mình luôn. Chỉ có bao nhiêu cả nhà? Và chỉ có giá tiền là 169.000 đồng. Mã là 1667. 1667, chị khách là mình đặt đơn comment ngay cho em 169.000 đồng. Chốt sale ngay bây giờ, không áp dụng bên ngoài nha. Lên đơn liền giùm em mã 1667 và số điện thoại cho em tí cả nhà nha. Rồi, 1667 và số điện thoại liền giùm em cả nhà. Giá của em ngày hôm nay sẽ là 169.000. Nền vải là màu xanh navy và có phối cho cả nhà mình hoa lily trải đều trên nền vải. Em có tới hai màu luôn, sale cả hai luôn. Nhưng mà cũng chỉ cần là size dưới 60kg, em dưới 80 thôi ha. Rồi 1667 là mẫu em đang mặc, 1668 là mẫu em đang cầm. Đó, thì em sẽ chốt đồng giá cho cả nhà luôn. 1667 thì chỉ còn 2 size M với L. Còn 1668 thì còn 3 size M, L với size XL ha. Đó, xe đồng giá cả nhà ơi, 169.000 đồng. Lên váy bi tròn đây em. Trời ơi, cái váy bi này hôm nay hơi bị sang xịn nhìn luôn chị. Em có màu xanh nè, em có màu xanh đen với màu đen nữa. Để em mặc màu đen lên cho mình coi. Chị ơi, chị thích em mặc màu đen hay màu xanh đen? Form nó y chang à chị. Form nó thì y chang à. Với lại em có cái mẫu bi này em đang sale rẻ 199 thôi nè. Chờ em xíu nha, em có cái mẫu bi này em còn có mấy cái à. Ờ, hôm qua em coi là em mới phát hiện ra nó còn có mấy chiếc à, cái em xả luôn. Để em lên trước cái này đi ha. Xanh bi, à lên xanh bi hả chị. Rồi,
Vậy chờ em xíu nha, em lên trước cái bi này xong rồi em lên xanh bi ha. Tại cái bi này nó có mấy cái à. Rồi em đang mặc trên người mã số của em nó là 1667 nha. 1667 lên đơn rồi, dùm em cả dây cát thái hai lớp hai túi luôn. Giá 169.000 đồng, 169. Ok, bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Lên tiếp cho cả nhà mình cái đầm von bi. Đây, lên cho cả nhà mình cái em đầm von bi nhá. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nói là 1700. Đầm em đang mặc trên người mã số của em nói là 1700 cả nhà. Bi này thì nó chiếu chiếu. Bi này thì nó chiếu chiếu nha, 1700. Đó, rồi. Còn 4 cái size M, chỗ lẻ vậy. Rồi hôm qua còn size L với lại một cái XL nữa mà. Rồi, 199.000 đồng mã này dùm em. 55kg E74 cả nhà ơi. 55kg E74 lên đơn là dùm em 199.000 đồng mã này. Cái chất đẹp lắm, cái vo này vo nổi nha. Và những cái bi này nó nổi lên trên trên mặt vải, không dán keo, không đính nhựa luôn. Chấm bi thì có kim tuyến phối phối như vậy nè. Rồi mẫu em đang mặc cho người mã số của em nó là 1700. Rồi em chờ chị Đỗ Hoàng. Trời lâu rồi em mới thấy chị Đỗ Hoàng nha. Rồi 1700 cả nhà ơi, 1700 sale luôn ạ. 199.000 đồng, 199.000 đồng, chuẩn bị em lên xanh bi nha. 1700, 199.000 đồng. 55kg E74, 55kg E74 cả nhà, quá đẹp luôn. Hai lớp, hai túi luôn, có khóa kéo cho mình. Trước bề vải của em đó là dòng vải von nổi, những cái chấm bi này nó nổi lên trên mặt vải nè, êm lắm luôn, không có gây khó chịu gì hết. Rồi có phối cho cả nhà thêm chấm bi kim tuyến nữa nha. Đó, những cái hạt bông chấm bi, rồi có thêm chấm bi kim tuyến cho mình nữa. Trời ơi, đầm em còn 4 cái xe M rồi chị ơi. 55kg E74 là vừa đó. 55kg E74 là vừa đó chị ạ. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho mình mã khác nha. Mình ơn mẫu váy nào có việc comment ngay cho em nha. Hãy tên L không em. Chị muốn mua thêm. Dạ có này chị, em lên cho mình bi xanh. Ủa chết rồi, em đi qua đây mất rồi. Ôi trời đất ơi, thôi mặc cái đen trước rồi mặc cái xanh sao được không chị. Em quên, em tưởng đâu nằm bên này là cái xanh chứ. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1724. Để em đem cái xanh nó xuống. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1724 chứ yêu ơi. Có chứ chị, hai tên L có nha. Rồi 1724. Ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn. 1709 ngày hồi nãy á, cũng là size 2XL đó chị, hoa nhí nhí đó. Rồi đầm em đang mặc trên người mã số 1724. Đây, cổ chéo nha. Đầm này đầm chữ A đi ra và đầm này đầm 7 mảnh luôn. Phía trước em may cho mình là 3 mảnh và sau lưng là 4 mảnh ráp lại vào nhau, tạo thành một cái em đầm xòe chữ A rất đẹp và cực kỳ sang luôn. Mã số của em đó là 1724. Cả nhà đặt đơn comment ngay cho em mã 1724 với số điện thoại có hai màu. 1724 là màu đen và 1725 là màu xanh. Và cái những cái kiểu đầm này này cả nhà ơi, nó đẹp lắm. Nó đẹp vô cùng luôn á. 1724 nè. 1724 nè là màu đen nè ha. Rồi, 259.000 đồng. Cái chất liệu vải này y tiên hàng, co giãn rất nhiều luôn, không nhăn nhầu và không chảy nhỏ vải luôn. 1725 là xanh nè, cũng 259.000 đồng luôn. Không nhăn nhầu, không chảy nhỏ vải nha cả nhà, chất rất là êm mềm luôn, mát cực kỳ luôn ha. Co giãn nhiều cho cả nhà mình luôn, trời ơi mê lắm. Mê lắm, cả nhà thích thì lên đơn liền giùm em chuyển sang cái màu xanh cho mình nha. Rồi em đang mặc cho người 1724. Em đang mặc trên người 1724 là tông màu đen, nền đen bi trắng nha cả nhà mình. Vải này khi các chị đẹp mình sờ lên mặt vải cho em, chất rất là mềm, rất là mướt và cực kỳ mát luôn. Không hề gây một tí xíu châm chích, ngứa ngáy hay là khó chịu gì hết. Hoàn toàn là mềm, êm ái và cực kỳ dễ chịu cho mình luôn nha. Ở đây em cao 1m65, đầm này em sẽ mặc dài phủ bắp chân em như vậy luôn. Và dài gần tới mắt cá chân, 10 phân nữa là tới mắt cá chân của em. Em cao 1m65 cả nhà ha. Rồi thích mặc dài thì mình cứ để dài như vậy. Chị khách nào thích mặc dáng ngắn hơn thì rất là đơn giản, mình lên lai cắt ngắn được ha, lên lai cắt ngắn được, tùy theo cái ý thích của mình mà không hề sợ bị mất form. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Đây, em lên cho cả nhà cái mã là 1725 nhé. 1725 là bi màu xanh.
1725 là bi màu xanh cả nhà ơi. Đó. Đầm này thiết kế sẽ là cổ đắp chéo. Cổ đắp chéo tay ngắn nha. Dán đầm chữ A luôn, y chang cái hồi nãy luôn, nhưng mà cái này là màu xanh. Cả nhà thích màu xanh hay màu đen, thích màu nào thì lên màu đó cho em nha. Cùng chất liệu vải luôn, là dòng vải YT Hàn nha cả nhà ha. Vải YT Hàn thì mềm lắm, chất thích lắm cả nhà ơi, mát rồi rội luôn. Chỉ còn may một lớp thôi là vừa mặc rồi, không thấy không lộ gì hết luôn ha. Rồi thích thì lên đơn liền dùm em cả nhà, mã số với số điện thoại cho em là được nha. Rồi lên đơn liền dùm em cả nhà ơi. 1725. 1725 cổ chéo. Cổ đắp chéo như thế này á, mặc 1726 đi shop. 1726 là gì ta? À, 1726 cái bé mới về. Sao chị chẳng 7 biết em có 1726 hay quá, hay quá vậy. Đây em có 1726 nè, màu này là màu ấy. 1725 cho chị Hiền Hoàng có đơn. Cái form này đẹp lắm chị. Form này dáng người cỡ nào mình mặc cũng đẹp hết. Cái đầm này nè, dáng người mình cỡ nào mình mặc cũng đẹp hết luôn á cả nhà ơi. Chứ không phải là dáng đẹp mặc mới đẹp nha, mà cỡ nào mặc lên cũng đẹp, bầu bì bông chen thoải mái cho em luôn ha. Rồi đây 1726 này chị, cũng đi tiền hàng luôn ha. Form hơi khác chút. Đó, rồi còn em đang mặc cho người mã là 1725. Mẫu em đang mặc cho người mã 1725 nha, có chị nào đặt đơn ở trên hộp. À chị ơi, cái này là chị mặc sẽ XL được rồi, chị không có cần đặt 2XL đâu chị. Tại vì cái đầm này nó form nó to lắm chị ơi. Form nó to lắm chị ơi. Cái đầm này eo của em nó là eo 120 lận ha. 90 kg luôn á, 90 kg luôn á chị, eo 120 lận. Bình thường chị yêu mình mặc size 2X đúng không? Bây giờ mình mặc size L hoặc là size XL là được với cái đầm này rồi, em quên nữa. Đầm này làm chữ A nha chị ha, giảm size xuống. Giảm size xuống là mặc được rồi chị ạ. Rồi em đang mặc cho người mã số của em đó là 1725. 1725 cả nhà ơi. Rồi ngày hôm nay sắp xem luôn, giá chị có là 259.000 đồng. Rồi 259 mã là 1725. Nhanh tay lên đơn chút lại dùng em mã số với số điện thoại cho em là được, em tư vấn cho cả nhà mình luôn ha. Rồi ok, tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác 1726 đúng không chị ơi? Váy mới, váy mới. Rồi, eo eo 85, 86 chị, rồi lấy XL đi chị. XL hay là XL là được. Cái nó co giãn với nó cũng bự á. Tại vì cái dáng nó nhấn ngay đây đúng không? Chữ A đi ra. Nó nhấn cái ngực thôi chứ phía sau không có nhấn luôn. Nè, nhấn ngay ngực, ôm cái ngực để vòng một mình tròn đầy hơn rồi cái dày nè, chữ A đi ra. Vậy đó. Rồi ha. Đây. Em chưa lên thắt lưng nữa. Rồi xíu cả nhà cho em xin một phút lên thắt lưng nha. Đây, 1726. Trời, cái màu này nó sang. Màu này bên ngoài đẹp hơn trên like nha. Trên like cái màu này nó hơi bạc bạc rồi đó. Trên like cái màu này nó hơi bạc một tí rồi nha. Có điện thoại thì nhìn chuẩn màu ra, nhìn ghiền lắm. Màu này màu xanh rêu ha. Màu này màu xanh rêu cả nhà, màu cỏ úa cả nhà. Màu cỏ xanh hơi úa. Hơi héo héo cả nhà ơi, đẹp lắm. Đó, tả vậy là dễ biết đúng không? Rồi. Trời ơi, dán chữ A luôn. Em bị béo lên nha cả nhà nha. Rồi mình thông cảm giùm em nha, chị nào mình 54-55 kg mặt như em. Dạo này tốt bụng quá, cái dây hay ăn quá, em bị béo lên cả nhà. Rồi, em đang mặc cho người mã số 1726. 1726 ngày hôm nay sáu chốt cho cả nhà mình luôn. Chị có bao nhiêu ạ? 259.000 bằng giá mấy cái kia. Ui lộn tự nhiên 359. 259.000 thôi. Xin đâu cả nhớ, màu này đẹp ha. Đây, cũng 70-80 kg mang vừa luôn. Nhưng mà cái đầm này có nhánh eo mất rồi. Đầm này có nhánh eo mất rồi chứ yêu ơi. Eo này eo 100 thôi à, chứ không có được nhiều như cái eo khám bi. Eo khám bi không có nhấn. Còn eo này có nhấn, nhấn đường eo từ trước ra sau. Đó, nhấn đường eo. Đẹp không? Rồi, nhiều chị khách nói là tại vì mẫu gầy cho mẫu mặt mới đẹp không cả nhà, em đang tăng cân. Em đang tăng cân, dạo này em đang mê trà sữa quá trời đấy, em đang tăng cân cả nhà. Tay bồng nha, bắp tay nè, trời ơi bắp tay to không? Đấy, bắp tay em rất là to luôn đó. Mặt thoải mái, em có sao hết trơn á, đẹp không? Xinh quá.
quá xinh luôn, 1726 259.000 đồng. 259.000 đồng, em cao 1m65, tầm này em mặc nè, 10 phân nữa là tới mắt cá chân của em. Dáng dài, thích mặc dài để dài, thích mặc ngắn thì lên like, mặc ngắn thì nhìn trẻ, mặc dày thước tha hơn. Mặc dài thì mình đi chơi, đi cà phê, cà pháo, bữa trưa đúng không? Không có sợ nắng, không có sợ gió gì hết trơn á, mà lên hình á, nó sẽ che hết mọi khuyết điểm của mình luôn. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn thì lên like thì nhìn trẻ nha. Màu này cưng lắm, màu này màu xanh rêu. Rồi, cho em xin 1 phút lên cho cả nhà mình dài mẫu thắt lưng nha. Ở đây thì em đang có thắt lưng này. Thắt lưng này qua đây chưa lên nè. Thắt lưng này TL49. Dây lưng chung co giãn bao da phần đầu khóa, da mềm dẻo nha. Và khi mà mình có cái da mềm như thế này, mình mặc không có sợ bị gãy hay bị gấp khúc cái phần da của mình. Và khóa kim loại, trời ơi, cái khóa nó chất lượng gì đâu luôn, 70.000 cái này. Cái này là TL49 nha, chỉ có cái này là 70 thôi. TL49 tại cái khóa của nó rất chất lượng coi ơi. Rồi 70k nha. Phối với đầm nào cũng đẹp hết trơn. Đó, đẹp không? 1726 size M chị Trần 7 có đơn 259.000 à, thấy ơi, rẻ lắm. Rẻ lắm luôn. Em có cái 1722 kia còn đẹp nữa. Em có cái 1722 á, đẹp lắm chị. Rồi để sao cái mẫu này đồng giá 259 luôn, chất IT hàng luôn, không nhăn, mát lắm. Đó, phối thắt lưng lên. Đẹp không? Xuất sắc liền. Thắt lưng này thì bản to. Cái này là TL49 ha. À, giá là 70.000. Tự nhiên quên ngang. Rồi cái thắt lưng quốc dân nè. Thắt lưng quốc dân nè, mã số của em là TL36. Cho em xin một phút để bán thắt lưng nha cả nhà ha. Chuẩn bị em về, có về túi sách nha. Dây lưng chung nè, bao da, da mềm dẻo, đường may đẹp, khóa kim loại luôn. Thắt lưng này là TL36 ha, TL36. Và ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn, chỉ có bao nhiêu cả nhà ơi? TL36. Giá của em đó ngày hôm nay sẽ là 55.000 ha, 55.000 đồng. Đó, đẹp không? Cái đèn thắt lưng quốc dân, phối với đầm nào cũng đẹp. Phối với đầm này là nhìn đẹp liền đúng không cả nhà ơi? Phối với đầm nào cũng đẹp, thắt lưng này là rất đẹp luôn. Rồi, ok, rồi xương xương vậy thôi. Thay mẫu. Em có cái mẫu y chang dày, nhưng mà 1722 á, cái kiểu cũng là kiểu chữ A đi ra 7 mảnh, nhưng mà nó cái cổ nó khác. Cái cổ nó khác, cổ dễ thương lắm. Chị nào mà mình thích cái cổ mà xinh xinh á, thích cổ sang thì mình lấy mấy cái cổ đắp chéo mình mặc sang. Còn nếu như mà mình cũng thích dáng này nhưng mà mình thích một cái cổ áo nó khác một tí thì đây, màu cũng khác luôn và cổ áo thì cũng sẽ khác luôn cho cả nhà mình nha. Tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã 1722, em hơi bị tâm đắc cái mẫu này luôn á cả nhà, chắc em phải mua cho mami em một chiếc mới được. Mami em có 4 mấy thôi cả nhà nhé. Rồi, mami em 40 mấy, năm nay đã là 50. Đó, trời ơi, mặc cái này là siêu cưng luôn. Xinh lắm. Xinh lắm, cả nhà mặc cái mẫu này lên cho em đi, nhìn trẻ đẹp lắm. Xinh không? Rồi, có cái nơ nè. Rồi, bây giờ em sẽ giới thiệu về cái phần phong ngực trước nha. Đứng xa cho mình, đầm này 7 mảnh. Phía trước em mang cho mình 3 mảnh ráp lại vào nhau. Đầm 7 mảnh thì đối với các chị đẹp trung niên không có xa lại gì hết á, quá biết rồi, quá rành rồi. Phía sau lưng là 4 mảnh nha, 3 mảnh phía trước, 4 mảnh phía sau. Mẫu này mặc lên nhìn cái dáng nè, xinh không? Rồi, em đang mặc trên người mã số 1722. Nền màu đen, lá của em đó là màu này là màu cam đất, hoặc là mình gọi là màu nâu đất đó cả nhà ơi. Nó rất là đẹp luôn, cam nâu á. Rồi, cái dây phía trước này nè thì là cái dây tùy chỉnh. Và khi em gửi về nhà nó như vậy, cả nhà mình thích mặc y nguyên như vậy, mình cứ để y nguyên như vậy cho em. Chị khách nào thích gút lại thì mình gút lại cho em. Thì khi mà mình gút lại nhìn cái vòng mồm của mình nó tròn hơn. Mình để như vậy nè, đó, cũng được ha, cũng được luôn. Rồi chị nào form ngực to thì mình để như vậy nhìn vẫn to bình thường. Nhưng mà chị khách nào có vòng một khiêm tốn gút lại như thế này cho em, gút sơ sơ lại thì nhìn cái vòng một của mình nó sẽ tròn đầy hơn đúng không ạ? Có cái cọng dây đó, rồi thắt cái nơ lại cho em hơi bị dễ thương luôn. Đồng giá luôn nha, mấy cái đầm mà vải y tế hàng như thế này là đồng giá hết. Rồi 1722 cho em cả nhà ơi. 1722 sale luôn là 259.000. 1722 sale luôn là 259.000 đồng. Có co dạng 40kg cho tới 75kg. Và eo của nó là eo dưới 95, eo dưới 100 thì mình sẽ mang vừa luôn. Trời đầm này quá đẹp. Mã của em đó là 1722. Giá của em nó sẽ là 259.000 đồng. Cho em xin 5 giây uống miếng nước nha. Cả nhà thấy bài like của em, chấm bài tương tác giùm em nha cả nhà ơi. Ôi da, hôm nay nóng quá cả nhà. Rồi tiếp tục,
1722 259.000 đồng. Hôm nay trời nóng thiệt anh ơi. Rồi em cao 1m65, đầm này sẽ mặc dài phủ gấp chân như thế này. Cái hướng mặc dài dài để dài dài tầm này. Thích mặc cái ngắn hơn thì lên like cho em nha. Đó, màu này xinh nè, chốt đơn liền. Tại vì cái màu này nó, nếu như chị khách nào mà mặc đồ theo mùa thì cái màu này rất hợp với lại mùa hè, mùa thu và mùa đông ha. Mùa hè, mùa thu, mùa đông, sang đông á, thì cái màu này rất là hợp luôn. Ok, em sẽ thay tiếp cho mình xem thêm một cái mã váy khác nha. Mẫu em đang mặc mã số của em nói là 1722. Lên tiếp bằng sale đi. Em đang có mẫu sale này hơi bị đặc biệt luôn nè cả nhà. Để cho mình chấm bài tương tác giùm em nha. Chấm bài tương tác, chia sẻ like ha. Rồi đây, em thay thêm nha, cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Mã này đi. Mã này rất chất lượng cho cả nhà luôn. Rồi đẹp. Còn có mấy cái à, xả kho. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nói là, rồi chị lấy hàng 1722, mua về mặt đây chị dễ thương lắm. Cái phong nó đẹp lắm nha. Cái phong này dáng, thứ nhất dáng nào mặc lên cũng đẹp. Còn thứ hai là mình mặc lên nó vừa đẹp, vừa tôn dáng nha, mặc lên nhìn ốm lắm. Nhìn gầy luôn á. Với lại nó nhìn rất là trẻ, kiểu đó đó. Rồi, lá thì phù hợp độ tuổi nha. Họa tiết thì phù hợp độ tuổi cho mình khỏi lo. Rồi đây, em đang mặc trên người mạng 1588. 1588 nha. Trời ơi, đẹp quá. Nguyên cái dàn hoa thêu này là thêu bằng chỉ lụa ống. Đó, hơi bị dày luôn nha. Cái mảng thêu hơi bị dày luôn á. Đẹp không? Em may lên trên mặt vải luôn, không dán keo, không ép nhựa. Rồi, à, cho em xin thêm số điện thoại cho chị Hằng nha. Em đang mặc trên người mảng 1588. Giá của em đó ngày hôm nay sẽ là 179.000. 179.000 là mảng 1588. 588 ha. 1588, giá ngày hôm nay sẽ là 179.000 đồng. Rồi, em có cho cả nhà hai size ML 40kg cho tới 60kg. Trời đất ơi, ngu lộ tay quá, ai chịu em vậy ta. Rồi, 1588 giá 179.000 cả nhà ơi, 179.000 đồng. Đặt đơn mình luận ngay cho em mã 1588 và xin hỏi nón đi cả nhà ơi. Đây, nón. Em phải mua một cái nón này với lại một cái nón này mới được. Ôi, đổi lên nó hơi bị đẹp luôn á. Đổi lên là nó hơi bị xinh luôn á cả nhà ơi, đẹp lắm. Đây em đang có cho cả nhà mình nè, mũ 27. Mũ 27, để em để cái nơ bên hông này nha, để cho cả nhà nhìn rõ cái nơ của em. Ủa đâu rồi? Để cho cả nhà nhìn rõ cái nơ của em nó nha. Cái này mũ 27 nè, chất cói tự nhiên luôn, được làm bằng cây cói thiên nhiên đan với cước nha. Trời ơi, cái nơ lụa này nè, nó mềm lắm luôn, nó mịn cực kỳ nha. Rồi màu hoa đen, ok chị, cái trên tường nó đang sale luôn á. Đó, rồi có cái, còn có cái dây chuỗi ngọc trai này nè. Cái này là mũ 27. Mũ 27 nha, giá của em nói là bao nhiêu? 119.000 à, chỗ đó rẻ chưa? 119.000 đồng. Mà mua nó rất là khác biệt. Tại vì khi mà cả dần sờ lên thì nó rất là mướt tay, không có gây một chút nào mà chà xát khó chịu gì cho mình đâu. Rất là mềm, êm ha. Êm lắm. Rồi, cái này là mũ 27 là màu nâu. Và mũ 28 là màu kem. Đây, tông màu của em đó chỉ chênh lệch là 2 tông. Nhưng mà ở trên livestream là cái màu này á, nó bắt sáng tốt quá, nó bị trắng lên. Chứ không phải là màu trắng nha cả nhà nha. Cái là màu kem, còn đây là màu be. Màu hơi nâu nâu, hơi ngã ngã. Đó. Rồi, đây, màu này là màu kem nha. Màu kem nha cả nhà ơi. Rồi, đừng có hiểu lầm em nói nha, màu kem nha. Đó, cái màu này á, thì nó nhạt hơn màu này 2 tông thôi à. Rồi cái này mũ 28 cho em, mũ 28. Mũ 28 đẹp không? 119.000. Em mua cái mũ 28 này cả nhà. Đó, đây. Nó như thế này. Đẹp không? Có giờ cái lụa này mềm lắm luôn, cái lụa này mềm lắm, mướt á và nó rất là mát luôn. Cái này là mũ 28 nha, mũ 28 nha cả nhà ha. Rồi, mũ 27 là màu nâu, mũ 28 là màu kem, đồng giá 119.000, 119.000 thôi, rất là rẻ. À, cái tường, cái đầm treo trên tường. Tự nhiên nó lộn, cái tường treo trên đầm. Dễ sợ thiệt. Rồi, đầm em đang mặc trên người mã 1588. 1588 ngày hôm nay shop chốt cho cả nhà mình luôn. Bao nhiêu cả nhà ơi? 1588 chỉ còn có giá tiền là
179.000 đồng. Trước lời bài của em nói là dòng vải xốp dập sóng như thế này nha, có co giãn dày dặn cho cả mình luôn. Tay này em may cho mình một lớp, thân váy hai lớp, thiết kế thêm hai túi, có khóa kéo luôn. Mã số của em nó là 1588, giá ngày hôm nay sẽ là 179.000, rồi 179.000 ha. Tiếp tục, ủa em thay mẫu chứ? Em thay cái mẫu kia cho mình nha, chờ em một xíu nha. Chấm bài tương tác liền giùm em cả nhà ơi. Cả nhà thấy bài livestream của em là chấm bài liền nha. Chia sẻ like cho em, thả tim cho em với nha. Đây, em sẽ lên cho mình cái mẫu này. 1712. Ôi quá trời thứ để bán luôn cả nhà, nào là nón có túi nữa cả. Rồi tiếp tục ha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số của em nói là 1712. Đầm này thiết kế sẽ là cổ lục giác cho cả nhà mình ha. Đó, tay lỡ có nhánh eo. Eo này eo bao chung co giãn cho cả nhà mình, dáng nọc phông xòe ha. Váy này em may cho cả nhà mình hai lớp, hai túi. Đó, đầm này thì không có khóa kéo nha. Đầm này đang mặc trên người, mã số của em đó là 1712 ạ. 1712 em còn gì đây? Ủa, có XL nè. MLXL cả nhà ơi. Nhưng mà đầm này là big size lắm nha. Chạm tí 1712 nhá. 1712 ML với XL 90kg đổ về, eo 116. Eo 116. Đó. Đẹp không? Đẹp không? Eo 116 cho size ML với XL. Và ngày hôm nay shop sẽ sale cho chế mình luôn, chỉ có 229.000 đồng. Chế chờ em một xíu. Chế chờ em một xíu nha, để em treo mấy cái đầm lên. Rồi chờ một xíu em treo mấy cái đầm lên trưng bày cái. Để mình hiểu tiếp nha. Đó. Cái chất này là chất lì vải von, von nổi họa tiết. Và cái von này á không sợ bị quá mềm, không sợ bị quá yếu, giặt tay giặt máy được, không tư vải hay chạy chạy vải gì luôn. Và mình nhìn cái màu dùng em. Đây, hoa 3D nè, lá 3D nè, đẹp không? Hoa 3D, lá 3D nè cả nhà ơi. Quá trời là đẹp rồi. Đây, đây nhìn giùm em đi. Hoa lá 3D cả nhà ơi, bên ngoài rất nét và màu rất đẹp luôn, đứng gần cái màu nó hơi bị trá rồi đó. Đứng xa xa xíu. Đó, đẹp không? Cái này là em không có in nhựa nha, in màu. Màu của nó là như vậy, in màu như vậy. Ủa là không phải không phai, không in nhựa hay ép nhựa gì hết. Trời ơi, đẹp không cả nhà ơi, cưng quá. Rồi, đầm này mã số của em nó là 1712, xả kho là 229.000. Tại vì cái đầm này nếu như mà em đủ size luôn là đầm này em của em đó là eo được 120 và 100kg, em 120. Nhưng mà bây giờ đầm này em chỉ còn 3 size ML và XL thôi. Như vậy là tầm 70-75kg, 80kg thôi ha, 80kg thôi. Và em của em đó là eo 116, nhưng em tính em 110. Tính em 110 ha. Rồi, mã số của em đó là 1712. Giá của em đó ngày hôm nay sẽ là 229.000 đồng. Và cái đầm này nó rất là dài. Em cao 1m65, đầm này mặc dài tới cái mắt cá chân của em luôn ha, dài lắm. Có túi luôn, hai lớp hai túi nha. Eo thì bao chung co giãn. Cái đầm này thì mình trồng cổ thoải mái luôn, co giãn từ phần phía trước ra tới phía sau luôn. Rồi, đầm đang mặc trên người mã 1712. Lên thắt lưng cả nhà ơi. Thắt lưng em đang có này là TL31, dây lưng chung co giãn nha, bao da, khóa kim loại đính đá đính ngọc cho mình luôn. Thắt lưng này mã số của em đó là TL31. Ngày hôm nay em sale luôn cho cả nhà mình giá bao nhiêu ạ? Lâu lâu mới có một em nằm big size nha, em bao chung về, cả nhà mình cứ chốt đơn cho em. Lâu lắm mới có, chị nào coi livestream là biết đó, lâu lâu mới có một đợt em bao chung. Rồi, cái này là TL31 nha. TL31 giá bao nhiêu? 55.000. Rồi, 55.000 đồng, chờ uống nước no quá. Rồi, đầm em đang mặc trên người mã 1712. Thắt lưng này là TL31. Kèm số điện thoại cho em là được em tư vấn nha. Giá là 55.000 đồng ha. Rồi, tiếp tục, em đang có cái thắt lưng này màu nâu. Thắt lưng này màu nâu, mã số của em đó là TL30. TL30 cả nhà, dây lưng chung qua giãn nè, bao da ngay đầu khóa, da mềm dẻo, đường may đẹp, có khóa kim loại luôn. Thắt lưng này mã số của em đó là TL30. Rồi, TL30 cả nhà, hôm nay sale nhiêu? TL30 xem như cả nhà, đồng giá luôn 55.000 đồng. Đó, mình thích màu đen thì lấy là TL31. TL là viết tắt của chị thắt lưng. Thì mình cũng có thể comment là dây nịt cũng được ha. Dây nịt với lại cái số. Rồi, cái này là TL30 màu nâu ha, màu nâu ha. Rồi, giá của em nó sẽ là 55.000. Trời ơi, xịn xò quá.
Rồi còn đầm em đang mặc trên người mã là 1712, hoa siêu cưng luôn. Bầu bì von chi thoải mái, mua mặc cũng đẹp, mua tặng cũng sang. Tại vì cái vải này nó đẹp, cái dòng vải von nổi là một cái dòng vải rất đẹp luôn. 40kg cho tới 90kg, eo 110 đổ về. Chỉ còn 3 size, rồi em báo cái số size cho mình luôn nè. Thì size M em còn 12 váy, size L em còn 20 và size L chỉ còn 3 váy. Chị nào mặc size L mà biết size đó thì mình chốt liền cho mã váy này, tại vì XL chỉ còn 3 váy cuối cùng thôi là em hết rồi. Ok, bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm mã khác nha. Rồi, Đạt Vân nhớ kỹ mã cho em, mã hàng với số điện thoại cho em là được, bên em có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn ha. Đây em thay thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác. Em lên cho mình đầm ren nha cả nhà ơi. Đầu la em có lên cho mình cái ren đen rồi đúng không? Đầu la là có lên cái ren đen rồi đó. Bây giờ thì em sẽ lên cho mình một cái em đầm ren họa tiết. Mẫu em đang mặc mã số của em đó là 1643. Trời ơi xinh quá. 1643 đầm này thiết kế sẽ là cổ lục giác cho cả nhà mình nha. Tay lỡ vai bồng ôm eo, dáng đầm phong xòe cho cả nhà mình. Và đối với những cái mẫu đầm mà có đường eo á, bạn eo to đi ngang qua như thế này thì khi mà mình mặc lên á thì những cái eo của mình nó sẽ tự động nhỏ và gọn hơn đúng không ạ? Rồi đầm em đang mặc trên người mã số 1643. 1643 ngày hôm nay sale bao nhiêu cả nhà ơi? 1643 sale luôn 179.000. 1643 sale luôn cả nhà ơi, 179.000 đồng. Mình đặt đơn và lộn ngay trên mã số 1643 với số điện thoại nha. Cái chất là vải này là vải ren loang màu cho cả nhà mình ha. Vải này cái chất mềm rất là thích luôn, có độ co giãn nhẹ nhàng cho mấy chị em mình luôn. Đó, tay bồng bồng như thế này nè, xinh ghê chưa? Rồi mã số của em đó là 1643, nhanh tay dùm em. 1643 nhanh tay dùm em cả nhà, 179.000. 1643 ngày hôm nay sale luôn, chỉ còn có giá tiền là 179.000 ha. Mình đặt đơn cái mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chút liền dùm em luôn. Cứ việc để lại comment ngay trên phía dưới mã hàng 1643 và số điện thoại cho em là được, bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn ha. Chỉ khách là mình đặt hàng nhanh tay có đơn hàng này cả nhà, 1643 giá 179. Lên nghe chưa? Rồi. Cái chất nó hơi bị mềm, hơi bị đẹp luôn á cả nhà ơi. Đầm siêu đẹp cho cả nhà luôn. Mã của em nó là 1643. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho mình mã khác nha. Bi xanh hả chị? Rồi bi xanh thì cái này, bi xanh thì em đang có mẫu này cho mình 1725, em mới vừa về hàng cho mình luôn. Đẹp lắm, hôm nay là đặt cái gì cũng đẹp, đặt cái gì cũng rẻ hết chị ơi. Rồi em phối cho mình thêm cái thắt lưng ha. Em đang có cái thắt lưng này màu nâu nè. Thắt lưng này màu nâu, mã số của em đó là TL53, 55.000. TL53 giá 55.000 ha. Rồi thích thì lên đơn liền giùm em TL53 giá 55.000 đồng. 55.000 đồng. Đó, đồng đang mặc trên người mã số 1643, giá ngày hôm nay là 179. Thắt lưng này là TL53, giá ngày hôm nay sẽ là 55.000 đồng. Lên đơn chút liền giùm em nhé. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà cùng xem thêm một cái mã váy khác nha. Em lên cho cả nhà cái đầm bi xanh nha cả nhà ơi. Đầm bi xanh này hôm nay sale rẻ nè, cũng rất là đẹp luôn. Chờ em tí nha. Đầm bi xanh mã số của em đó là 1725. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1725. Đầm này cái sẽ là cổ đắp chéo nha cả nhà mình ạ. À, cổ đắp chéo nha. Phía trước em sẽ may cho cả nhà là 3 mảnh, sau lưng là 4 mảnh, tạo thành một cái em đầm 7 mảnh ráp lại vào nhau. Rồi váy này thì chỉ cần may một lớp thôi là vừa mặc rồi cả nhà. Không thấy không lộ gì hết và độ co giãn rất nhiều. Đầm này thì 40kg cho tới là 80-85kg được. Và eo của em đó là eo 100 đổ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Đầm này biết size là mặc thoải mái cho em luôn nha. Đẹp vô cùng. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1725. Bây giờ chị khách là mình đặt đơn cái mã váy này của em thì cứ việc bình luận ngay trên phía dưới mã số 1725 và số điện thoại cho em là được, em tư vấn cả nhà. 1725 đẹp ghê chưa cả nhà ơi, xuất sắc như thế này thì còn chần chừ suy nghĩ chi nữa ạ. Và cái tông màu xanh than này là một cái tông màu rất là dễ mặc luôn ha. Da trắng mình mặc cũng đẹp, da ngâm mình diện là cũng ok cho em, dáng người của mình gầy hay là mình tròn người mình diện lên đều đẹp hết đó. Và ngày hôm nay chỉ có 200
59.000 đồng thôi, em lên cho mình nón 99k nha. Nãy giờ mấy cái nón bèo có nơ là có rồi đúng không? Bây giờ lên cho cả hình nón mà có lỗ lỗ như thế này, nhìn rất là nghệ thuật luôn. Rồi, mũ này là mũ 24. Mũ này mã 24 cả nhà ha. Đó, có lỗ lỗ như thế này. Mũ 24 giá của em đó là 99.000 đồng. Và em sẽ có cho cả hình hai màu luôn cho mình dễ chọn luôn ha. Rồi, thêm màu đen nữa là mũ 25. Thêm màu đen nữa là mũ 25 cho em. Rồi, mình đặt đơn comment ngay cho em mũ 25 kèm số điện thoại cũng đồng giá luôn cho mình là 99.000 đồng thôi. Cưng ơn cả nhà ơi. Mũ 24 là màu kem, mũ 25 là màu đen cho em nha, đồng giá 99.000 đồng. Và em có thêm cho mình một cái loại mũ khác màu đen và có phối ngọc trai luôn. Đây, một màu. Mũ 17 ha, mũ 17. Đó, tất cả các mũ bên nhà em thì được làm bằng chất liệu cói cả nhà ơi. Mũ 17 được làm bằng chất liệu cói nha, cói đen với cước nha cả nhà ha. Giá của nó sẽ là 129.000. Rồi, mũ 17 giá là 129.000 đồng. Mình đặt đơn comment nghe cho em nha. Mũ 17 giá sẽ là 129.000 đồng. Trời ơi, mê ghê cho cả nhà ơi. Thích thì lên đơn liền ha. Mũ 17 kèm số điện thoại em tư vấn nha cả nhà luôn. Rồi, ngoài ra thì em sẽ có cho mình những cái thắt lưng. Đây, ở đây thì em đang có nhiều mẫu lắm. Tại vì có thích là thắt lưng trơn không? Thắt lưng trơn mà đen trơn, dây cũng đen, da cũng đen và mặt cũng đen. Thì lấy cái này là TL56 nha. TL56 rất là xinh luôn á, chỉ có giá là 55.000 thôi. Đây TL56 giá 55.000 đồng. Mình đặt đơn comment ngay cho em nha. TL56 kèm số điện thoại. Giá ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu cả nhà ơi? TL56 giá của em nó sẽ là 55.000 đồng. Trời ơi, xuất sắc. Đặt đơn cứ việc comment ngay cho em nha. Mã hàng với số điện thoại TL56 giá 55.000 đồng. Cái này nó hơi đen, nó dành cho những chị khách nào mà mình thích những cái bản mà đơn giản, dễ mang, dễ phối. Và tông màu của em đó là tông màu tối nha. Đó, thì lấy cái này. Hoặc là ngoài ra thì mình có thể lấy cái bản nhỏ xíu. Bản nhỏ xíu là TL13. Dây lưng chung ha, nhưng mà chung này bằng da, có khóa kim loại luôn và đính viên ngọc trai. Rồi, thắt lưng này mã số của em nó là TL13. TL13 giá 50 nha. TL13 giá 50 nha cả nhà. Đặt đơn comment ngay cho em TL13 giá 50.000. Đó, đẹp ghê chưa? Rồi. Rồi, mẫu váy này cũng là mẫu cuối của bài livestream này rồi ha. Chị khách nào mà mình vào sau có thể coi lại bài livestream này, hoặc là các chị đẹp mình có thể đón xem những bài livestream kế tiếp của bên em vào lúc chiều tối ngày hôm nay, 7 giờ chiều tối ngày hôm nay, tranh thủ vô săn sale liền. Em sẽ kiếm được cả nhiều những cái mẫu đầm đẹp, độc lạ và giá siêu rẻ chỉ sale trong tối lúc 7 giờ ngày hôm nay. Nhớ vào livestream nha. Và dồn đơn hàng cho em 595.000 đồng sẽ được miễn phí cho hàng Trung Quốc đó ạ. Bây giờ thì em sẽ kết thúc bài livestream tại đây. Chúc cả nhà có một buổi trưa thật là vui vẻ nha.